cả các bạn ơi, hôm nay mình đi phơi đồ. Đi phơi đồ. Đây. Lấy đồ ra đi phơi. Ôi. Ôi trời. Ok, hết đồ. Đầy một thau. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi phơi quần áo với mình nhá. Hơi, đi. Đối. À, quần áo đây rồi, phơi thôi. Các bạn ăn sáng chưa? Và chị em mình ăn sáng rồi, sau đó là phơi quần áo. Thường thường là nhà mình sẽ giặt vào buổi tối và xong rồi sáng dậy là phơi luôn. Đấy, hôm nay em Tú đi học ôn cho nên là không có ở nhà. Hôm nay chị cho phụ mình phơi quần áo. Cái quần. Sao cái ống? Từ từ. Cái ống mình phải cho cái ống ra chứ không đến lúc phơi khô bên ngoài còn ướt bên trong. Đây 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 đây. Ui. Áo trắng trường. Không biết đồng phục trường các bạn như thế nào nhỉ? Mình tò mò quá. Áo đồng phục trường của các bạn như thế nào thì ở xuống bên dưới để cho mình biết với nhá. Khăn tắm này. Các bạn ơi, hè này các bạn có phải đi học ôn không? Còn chị em mình là phải đi học ôn các bạn ạ. Em Tú thì ôn để đi thi, còn mình thì không biết ôn để làm cái gì. À, chắc là ôn lại kiến thức lớp 7 để chuẩn bị lên lớp 8 các bạn ạ. Đấy. Đây cái áo của em Lộc này. Áo ba lỗ, hôm trước được mẹ mua cho à. Khoái lắm. Mấy cái áo như thế này thì mình móc vào móc to cũng được. Thì hôm trước em móc bằng móc bé với chị móc bằng móc bé. Nhưng mà chị sợ nó móc bé thì nó bị rơi tuột ra. Nên là cái móc bé nên là cái móc bé không thể dùng được cho những cái áo ba lỗ. Mày nghe thật dễ hiểu. Đố các bạn biết là quần ai? Quần mình đấy. Cái này là quần của bố mình nhưng mà bố mình cho mình. Wow, đúng là dùng cái móc to thì nó dễ hơn cái móc bé, mà dùng cái móc bé thì nó lại khó hơn cái móc to. Áo mẹ mình. Áo chống nắng của mẹ. Đây. Một chiếc áo trắng tinh mới được mẹ mua cho. Khoái lắm luôn ý các bạn. Đây, cái áo này mẹ mình hôm đi chợ mua cùng với cái áo của Lộc ấy. Ui, các bạn thấy đẹp không đây? Đấy. Mình biết mình thích mấy cái áo trắng mà nó hơi dài, hơi rộng một tí. Chờ nào hả? Chị là nàng công chúa được sinh ra bởi những chiếc quần áo. Bảo sao trên người chị mặc quần áo? Cái
Đây các bạn ơi, một chiếc áo. Ôi giời. Đợi mình tí để mình lộn thôi cho các bạn xem. Không có cái gì hết. Đây các bạn thấy cái áo này quen không? Cái áo này mình cũng thỉnh thoảng mặc quay video này các bạn. Cái áo này là mua cùng với cái quần kia, cái quần đen đen. Đây. Đấy, cái quần với cái áo này là một bộ các bạn ạ. Bộ quần áo này còn mới tinh, lúc mua về còn mới tinh. Nhưng mà bố mình không mặc vừa, theo bố mình cho mình. Tuyệt vời, có cô con gái lớn. Ơ thế chị cứ đứng ngồi như này hả? Ừ đứng ngồi, nói gì thì nói đi. Ô, tự nhiên mình thấy có một hạt cơm. Ôi giời, hạt cơm ở trong thâu quần áo á. Chắc ai ăn xong để đấy. Nhưng mà sao nó vẫn không nhão nhét nhỉ? Không, chắc là vừa mới rơi vào thôi. Mà lấy đâu ra mà rơi nhỉ? Thật ra mình có ăn cơm đâu. Mình ăn bánh mì mà. Đây, chiếc quần của em này đi cùng với cái áo ba lỗ kia. Đây. No, đúng rồi. Perfect. Kiếm thêm đồ cho chị trong phơi. Chị mệt mỏi nhất với thứ tí. Một cái cao hơn kia. Đến cao nhất luôn đi. Nhất chị phải. Kẽm kẽm rồi chị. Quay ngửa cái đầu ra. Đúng rồi. Thôi nhanh để tua nhá. Bây giờ chị có thể tin 2.000 đi các bạn ạ. Này mang về đút túi mẹ. Mình thấy ở trong quần mẹ này. Mắt chữ O, mồm chữ O. Ôi giời, phơi lộn rồi. Đấy. Các bạn không thấy gì nhá, các bạn không thấy gì nhá. Trời ơi. Chị vừa mới đi qua, chị bước quá mặt thế. Ôi trời ơi. Nè. Đấy, vậy là xong rồi đấy các con ạ. Còn bây giờ thì về đồ bên trong thôi các bạn. Thôi nhá, chọn đến đấy thôi nhá. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.